Chào tất cả mọi người, quay lại đến kênh Trang Bay của PUBG. Và hôm nay mọi người đi cùng với mình tham quan địa điểm thi đấu ở Thái Lan á. Đây, hiện tại là đang lên GLB PUBG C. Ok, anh em thấy các bạn là thấy các bạn nè. Máy móc thì quen, còn phong độ thì mỗi thằng nhảy khu chạm vòng chơi, chờ ngày bắn giải thôi. Bắn cái đĩa gì tầm này nữa, chờ lên dĩa thôi. Chủ yếu là test thôi anh ạ, chứ bắn gì tầm này, mai bắn chứ test thôi, đâu quan trọng mấy này đâu. Chủ yếu là bọn em test máy xem máy như thế nào thôi. Stream 3 trận thì sao? Em thấy như stream, à như test thôi anh. Chuẩn bị hết cho ngày mai chưa? Chắc là rồi anh ạ, mà thích hơi to mà em sẽ cố gắng thích nghi thôi anh ạ. Hôm nay em nghĩ là được bao nhiêu kill? Ngày đầu bắn 5 trận nghĩa là 10 thôi, nhẹ nhàng 10 kill thôi anh. Thế 2 kill 1 trận. Dạ. Yeah. Bắn nhiều quá thì mục tiêu 1 trận 10 điểm, top 1 thì 2 cái thôi. 50 điểm hôm nay đúng không? Dạ. Đúng rồi. Còn mục tiêu 3 ngày đó là đi Mỹ. Chắc chắn rồi, không ai đâu được. Và người bên cạnh Long Ca là Pika. Pika. Chính kiến leader của Sky Gaming Club. Alo, nghe không anh? Sao anh này? Em muốn gửi lời đến các bạn khán giả ở Việt Nam cổ vũ Sky Gaming Club. Mà các bạn cổ vũ team mình nhỉ? Em nghĩ là team mình có quả đi bo thế giới nữa. Chắc chắn là có anh ơi. Hôm nay chỉ làm nhẹ 2 top 1 thôi anh. 2 cái luôn. Mục tiêu là bao điểm nhỉ? Mục tiêu vẫn là 50 điểm anh ơi. Trước ngày thi đấu đầu tiên em thấy là ngày thi đấu đầu tiên rồi mà. Ừ, em thấy sao? Em thấy bình thường. Em thấy ghế nó không được như hôm qua anh ạ. Nó mới đổi. Mục tiêu hôm nay của em là mấy top 1 nhỉ? Mấy chiếc mini nhỉ? Em ạ. Em cứ gọi là làm 10 điểm mỗi nhỉ, 10 điểm mỗi trận anh ạ. Tức là 50 điểm hôm nay. Đúng. Em đặt mục tiêu 10 điểm thôi. Bản thân em hôm nay là có mục tiêu gì, bao nhiêu kill không? Kill á? Không, em chỉ muốn là có đủ xe đi thôi. Chứ kill em không quan trọng, không mấy em ăn hết. Còn nếu mà nguy hiểm nó ảnh hưởng đến team thì em phạt thôi. Thế có mục tiêu giữ bao nhiêu xe hôm nay không? Trong bao nhiêu xe ngày hôm nay? Ít nhất là khối bo 3 xe. 3 xe nguyên vẹn, một xe hấp hối, cái tầm gọi là lủng một lốp rồi. Tức là còn 3 xe nguyên vẹn, một xe lủng lốp. Hải của chúng ta là team Thái và Indo phải ở với team nè, và mọi chỉ có đúng một team Dubai ngồi phía bên phải, còn lại ba team Việt Nam thì ngồi bên tay trái là Amuri Gaming ở Cyprus rồi đang ngồi. Ê, đang làm gì đây? Cái đó không chưa? Không anh. Em xong hết rồi. Anh cảm thấy thế nào ngày đầu tiên đi test máy? Đấu lần kiểu này. Sao anh? Ngày đầu tiên thì bình thường anh ạ. Phóng lò mà mặc hạp. Đây. Trời. Phóng lò mà mặc hạp. Nói chửi anh á. Tao chửi mày nào? Tao kêu phỏm lò mà mặc hạp. Tao không set up nhà rồi em. Tao biết chưa? Chơi đây. Chắc xong rồi anh à. Đêm qua ngủ muộn anh thấy em có cái trò gì mới hôm qua. Ngủ muộn đâu không? Hôm qua đánh lộn mà. Trời. Tướng chút xíu đi đánh lộn. Hôm qua kéo ba thằng qua đập. Ok. Nhưng mà đang đánh thấy chừng mèo ú bỏ chạy đi luôn à, bỏ em ở lại luôn. Xong em bị ba thằng đập. Cảm thấy nhau thì mèo ú hôm qua bỏ em lại. Như bìu, anh như bìu. Anh cảm thấy thế nào khi là như bìu? Cái gì? Sao? Đây chẳng là màn hình có chịu quá. Màn hình này chắc để sát vô bắn thôi chứ đồ 27 inch. Nguyên năm chờ bắn 24 inch, đi ra đấu giải bắn 27 inch. Thi đấu theo có đeo kính không ạ? Mèo ú. Rồi. Thi đấu thì có đeo kính không? Tuy, thích thì đeo anh.
đeo cho nó ngựa chơi á. Cầm 24 rồi anh có đeo không? Đeo. Đeo. Mời tôi đeo. Được luôn. Mai trái gấp đôi, hôm nay làm chưa tốt. Phong độ hôm nay tụi em vẫn chưa được tốt lắm, bởi vì có đấu 5 trận có hai trận lỗi, nhưng mà vẫn làm được. Chỉ tiêu là 50 điểm một ngày, hôm nay được 44, lộ 6 điểm, làm sao mai gỡ lại. Em thấy mấy trận đầu em bắn bay rồi, nhưng mà mấy trận sau thì bị bắt chóc vậy ạ, cày. Em nghĩ sao phong độ của các team ở vòng online, sau vòng online này? Em thấy các đội vẫn kiểu xem nhau à, vẫn không khác gì nhiều. Em nghĩ sao hôm nay là em bị long ra, có người có nhiều kinh nhất, 15 kinh. Nó được bắn mà anh, em toàn bị bắt chóc, em mà được bắn thì thằng này tuổi gì? Dài. Chào. Sao bao hơn đấy nhỉ? Thường anh. Con thấy sao phong độ mình vậy? Bình thường, nhưng mà tụi em chưa được bay lắm. Nhưng mà ngày mai tụi em sẽ bay. Long ca 15 kg rồi đấy. Hả? Long ca 15 kg rồi. Hôm nay nó bắn bay quá anh, nhiều kill quá. Hồi nãy nó còn KS 2 mạng kia của em đó mà. Bao hỗ trợ hết. Ăn lồ ghé cho để ăn lồ hả? À, nó cú đúng không? Không, bắn lồ gốc cây là bị kẹp gốc rồi, xong chạy về cú luôn. Xong mất 2 mạng. Rồi, mai làm lại, anh game biết đà không nhớ, anh game biết đà. Không vấn. Phong độ của team hôm nay đít. Khá là ok anh ơi. Nhưng mà vẫn chưa hài lòng anh ạ. Hôm nay được 44 điểm anh ơi. Vâng, vẫn thiếu 6 điểm. Ngày mai có muốn thu lại 6 điểm này không? Ngày mai kiếm 12 điểm anh ơi. Mai được 62 điểm đúng không? Yeah. Lấy gỡ vốn lẫn lời. Hoặc là mất cả chì lẫn chài. Trong có đâu. Đường này mới đi Mỹ đó mấy chú hê. Mai phong độ tụi mình ổn, nhưng mà lỗi hơi nhiều. Nhiều hơn hôm qua nữa, nên là hôm nay kiếm được thua hôm qua mấy điểm thôi, nhưng mà cũng vừa đủ để cho ngày mai không bị áp lực.
Thì... về quả cuối cùng của Pika, cuối cùng của Pika của em. Trước cái trận cuối cùng thì Pika kiểu đường mẹ người luôn rồi, không biết nói sao nữa, nói chung là cứ im im, nhưng mà anh em đồng đội cô Vũ cố lên, Pika là làm được xong rồi, để hiểu sao khúc cuối rồi mà làm hết luôn. Con vô kêu hay không? Pika nó vào rồi, ai rồi rồi bây giờ Pika là con vô kêu lấy điểm rồi. Wow, Pika Pika làm hết. Pika có lời nào nhận xét khúc cuối pha nãy clear ác anh dầu không? Anh rùa mà à, không, đúng là người lớn tuổi đó khác à. Gáy à, không giống gáy, ăn rùa như em là mẹ tối đi 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 tối đi. Hả, hôm nay lỗi cá nhân hơi nhiều, với lại bọn em bị sụt mất tâm lý tí, nên là mấy trận đầu bọn em khá là toàn, nhưng mà trận thứ ba là trận thứ tư với trận thứ năm thì bọn em gỡ được. Tại sao mày pha cuối cùng của Pika? Quá đỉnh anh à, AB tuổi quá đỉnh. Quay mèo thì sao? Hình như mày là mèo không giữ xe nhiều được à? Đầu ra em vẫn giữ xe mà anh, nhưng mà mỗi tội bo một trận đầu hơi kiểu khắc nghiệt quá, thì là bọn em bị kiểu toang hơi nhiều, tâm lý hơi xuống. Mày toàn bị bo lập lệch kiểu kiểu nó lệch kiểu lệch quá đáng luôn đấy. Là kiểu nó 1-2-3 trận là bị kiểu tự hơi bị gọi là xuống tinh thần. Có khi nào hôm qua mình ngoài bo đúng không? Hôm nay cũng ngoài bo luôn. Vậy là đúng á, chắc chắn nó dồn vô bo ngày cuối rồi. Anh em tin tụi mình, mai cầm cúp liền. Có điểm hết. Được anh ạ. Hay. Vậy phải đúng kiểu cứu rỗi tinh thần của em, nhưng mà hơi muộn tí nhưng mà không sao. Nếu em pha đấy thì sao? Em mẹ một băng đạn 4 thằng anh ơi. Pep pep pep. Pep. À, đúng rồi, cú lỗi tinh thần hơi chạy. Hay vì game 5 thì đó, game 3, game 4 thì cũng được đi. Cú ngay game 5 thôi cũng được. Gọi là điểm, có điểm cho ngày mai. Dạ. Ok. Giữ lửa hôm nay cho đến ngày mai. Đúng. Pha của Pika là giữ lửa hôm nay cho đến ngày mai. Có cái được em gọi là ban đêm rồi, có cái định mà nói. Vậy là sao bao? Hôm nay là ngày cuối cùng mà team một mình thi đấu, nên cũng khá là căng thẳng. Nhưng mà đối với bọn mình cái đó nó rất là bình thường. Vì vậy hôm nay bọn mình sẽ vô địch. Em chuẩn bị vũ khí đặc biệt hôm nay không? Không anh ạ, em không cần chuẩn bị vũ khí đặc biệt gì hết. Chỉ bắn thôi. Bắn thôi là đủ. Không cài sao? Dàn. Có chuẩn bị vũ khí đặc biệt hôm qua hôm nay không? Có, tất nhiên là có rồi, ngày nào mà chả chuẩn bị. Đó là em ngủ đủ, em ngủ 11 tiếng. Đồ. Ngủ nhiều ấy, sức bắn. Hôm qua bắn món gì? Hôm qua em đi ăn quán nướng của Thái. Toàn ngồi ăn sen thôi, búp sen á anh, cắt ra rồi ngồi ăn đó rồi. Với ăn cơm ấy rồi. À, coi gì vậy? Coi gì vậy? Nói chung mà nhìn thì cũng ghê ghê á. Không biết trong game sao cại. Tụi em vẫn top 1 mà lo gì. Ác anh giờ top 2 chắc chắn top 3 sẽ kéo xuống rồi. Tụi em không phải lo. Tụi nó tự chơi với nhau, mình ở trên chơi mình thôi. Sao anh? Sao? Anh hỏi gì? Hỏi gì anh? Không, em vẫn cố hết sức của mình rồi. Với cả sức lực của em vẫn đứng ở vị trí số 1 anh ạ. Chai giờ lấy đồ à. Em chưa nghĩ ra anh ơi. Nếu em nghĩ là em sẽ làm một quả một F3 như qua. Hên xui anh ạ, tùy vào tình huống đã. Em cứ gửi về đến thành viên SD Day chết SD. Hy vọng sau giải bạn sẽ coi Việt Nam. SGDS đi. Em cảm ơn. Ok.
Sao bao ấy? Sao bao? Bình thường em cả mèo hay có mấy quả ăn mừng đặc biệt đấy. Đây là tập luyện trước hay như nào? Ăn mừng đặc biệt là sao anh? À đó bọn em tính chưa hết rồi. Nên là làm để vui thôi anh à. Em có muốn trình bày ra thế giới không? Có chứ, nếu mà bọn em được top 1 thì bọn em sẽ trình bày liền. Đặc sản Việt Nam mà anh. Long Ca thì sao? Về MVP hôm nay thì sao? Em là Zone Duckman 9 kill đấy. Thế em nghĩ sao về việc thành MVP? Trời, lúc mà giải Reator ở Việt Nam mà em đã dự đoán trước rồi. MV giải này là em và em và em và em và vì em thích. Cái chuyện bình thường anh ơi. Nhìn vô cũng biết là em MVP rồi, không nói nhiều nữa. Em nãy trong giải đấu lần này thì không có ai là đối thủ của em hết. Chỉ có đội hình trong team em mới là đối thủ của em thôi. Chứ mấy này của tôi solo với mèo thì em hay mèo ăn. Cũng còn tùy. Nếu mà solo M24 đi. M24 à? M24 không. Quyền thoại M24 đây chắc chắn em phải thua rồi. Mèo ú sao nhỉ? Nếu em được bắn trang Frogger như bình thường hồi trước. Em nghĩ mình anh bây giờ Long Ca 9 kin rồi. Còn nếu em bây giờ bắn bình thường em nghĩ anh bao nhiêu kin? Em á, chắc chắn là đứng số 1 rồi. Còn bao nhiêu kill thì em không biết nữa. Chắc chắn hơn mấy thằng bên dưới rồi anh ạ. Hơn 100 kill. Hơn mấy thằng bên dưới. Còn bao nhiêu không biết. Chưa? Có biết điểm chưa? Tụi em top 3 à? Rồi. Đeo top 3 đi chơi rồi. Top 3. Sao biết top 3? Sao biết? Kém 2 điểm à? Vậy rồi. Em là MVP rồi. Em MVP à? Yeah. Được, yeah. Nói chung là tụi em được đi Mỹ rồi. Hoàn thành nguyện vọng của tụi em đợi đợt này rồi. Qua Mỹ rồi mình cấp bá lại sao? Phúc em rất là cuối như nào? Cuối là trận cuối nha, cảm thấy căng thẳng không? Má như mấy trận đầu. Bo lệch, bút chỉ cả tha luôn. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi.
Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bước giữa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen. Tràn đừng lo lắng, cười lên. Và gió hoa tàn cây, hoa trong tiếng tre thơ đùa vui cười. Và nắng trên lá reo, ngày xanh tươi sáng Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa, về nơi nhà cao xe sang phố, hòa một niềm tin. Trăng một vòng tay nối trọn Việt Nam, bao la đất trời quê hương xanh ngời, xòe tay đón nắng mai cười trong má, bao nhiêu con người chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Rồi bạn cũng phỏng vấn với các thành viên của team SGD trước. MVP em thấy nhà MVP. Trời, nói rồi MVP là không nhìn tin. Lắm ơi, trả cho anh cái này của anh mà. Rồi, chào bạn nào. Rồi. Cái này hơi căng. Em đi luôn. Qua bên kia mượn cái cốc không? Tí nữa thì ta cầm hai tay đủ. Ok. Chào mọi người nhá. Bây giờ MVP anh em ạ. Ừ, được thực sự luôn. Quá đời. Chuyến đến Mỹ của mình dành riêng suất gọi là VIP anh em ạ. Cảm ơn người đã xem nhé. Hạng thương gia đó nha. Tất nhiên mà. Hả? Rồi trả lại em vậy đủ rồi em. Ok. Mục tiêu tụi mình là đi Mỹ, bây giờ đã đạt được. Dạ. Mục tiêu tiếp theo ở Mỹ là chắc top 4, top 5 trở lên đi, top 5 trở lên. Với mấy em đích tự. Vui anh ạ, nhưng mà cũng có hơi một chút buồn vì mất chức vô địch. Nhưng mà bọn em đã cố gắng làm hết sức rồi. Nên là mong mọi người vẫn ủng hộ SGD. Cảm ơn mọi người. Bọn em sẽ lấy một mục tiêu cao hơn là nằm trong top 5.
và em sẽ cố gắng nằm trong top 5. Thế nào? Em thấy vui anh. Em không biết nữa, chắc là dù gì em hai lần thì người đi vai về sau chắc cũng 3 lần hơn em rồi. Em thấy vui rồi anh, em chẳng biết là gì nữa. Ra mục tiêu trước giờ em bất cứ team nào thì em cũng gọi là đặt mục tiêu tốt nhất thôi. Mình luôn cố gắng hết mình rồi, đến bao nhiêu đến thứ hạng nào cũng vui rồi, bởi mình cố hết sức là được. Không cả. Tao giành rồi nên chẳng cần chúc gì nữa, chỉ thấy gọi là cảm thấy vui vì đó là em mình cùng trong team mình nữa. Đây là Pika. Chúng ta cũng đợi một chút để phỏng vấn Pika. Pika đang chụp ảnh với các phiên dịch viên. SGD giành top 3. Ok. Chúng ta cũng gặp gỡ Indian Leader, cảm giác là như nào nhỉ? Thì mọi người vui nên em cũng vui thôi. Mục tiêu ý là làm trong top 5. Năm ca giờ làm rất là tốt rồi, nhưng mà hy vọng em mình tiếp tục tốt hơn nữa trong tương lai. Chúng ta giờ sẽ cùng đi qua làm nói chuyện với cả các thành viên trong team Device Sport, có vẻ họ đang rất là bận. Đó là chụp ảnh. 1, 2, 3 Device Sport này trước vô địch với lại là 50.000 đô. Nớp móc khóa nè, ba lô nè, còn cái này cái gì nhỉ? Cái gì à? Cái này cái gì à? Cái gì vậy? Cái đó là cổ lông nè. Cái bình, cái bên này bình nước. Còn lại là quán nước lông. À, cái gì bao bự bự dưới à? Cái bên này là bên gì anh? Bao này bao gì à? Cái chăn hả? Chăn hả? Chăn. Đi Mỹ đắp, đi Mỹ đắp. Ok. Cái chăn là của anh à? Rồi áo, bộ đồ. Cái này là cái gì nhỉ? Cái túi. Tưởng đâu có cái tượng. Cái visit. Cái bút. Tớ đâu có cái tượng hay MVP. À được anh. Cầm nè. Tớ đâu có cái tượng hay có cái gì chứ. Hai cái áo à. Hết rồi. Xài tao á. Áo mày không mặc vừa đâu cho anh. Ok. Giờ mình xem hết. Yeah. Được rồi. Mới quay đến. Phan tặng. Vâng. Lông cây được rồi, cả phan tặng để gối. Báo hồng này. Em thấy sao? Vừa báo hồng này. Em rất thích màu hồng, bạn này kinh nghiệm ấy, tâm lý ấy. Rồi, ok. Yeah, đường đi mấy rồi. Này là đang trực tiếp à? Ừ. Ủa, ngồi nói chuyện chơi. Ủa, cái đồ hãy rồi. Vậy là không nghe đúng không? Đây. Ok. Kênh trực tiếp quay trở lại em mọi người. Và cái anh quay phim anh lên chụp hình mất tiêu rồi. Giờ mình sẽ chủ trì nha. Ok. Lúc mà tụi mình thi đấu là có một mục tiêu là đi Mỹ. Và tụi mình làm được rồi. Còn top 3 không quan trọng. Đi Mỹ có tiền còn nhiều hơn ở đây nữa. Không sao hết nha. Không có buồn nha. Ủng hộ tụi mình đi nha. Ủng hộ các team Việt Nam nha. Trời. Đi Mỹ vô địch 2 lần không ghê. Đó, đi Mỹ hơi bị đỉnh. Nè. Ngày mấy đi Mỹ ra? 23, 24. Rồi cái tháng nó mất mẹ rồi. Cái rồi, mất tiêu tháng rồi. Tháng 11, 23, 24, tháng 11. Nay là tháng 9, 29 là còn một tháng nữa. Được. Giờ xin visa thôi. Yeah. Có MVP, yeah. Rồi hết rồi. Ủa sao ổng không chịu? Ổng không chịu tắt ra. Ký gì á? Ồ, ê, ký tên nè, quay ký tên nè, chữ ký nè. In hẳn ra hình luôn à, xịn vậy?
quay vô đây. Ông nào xịn vậy ta? Đông ca trời. Trái tim cái nữa cho để ý tí. Đó. Rồi. Còn ai mày uống rồi, mày uống rồi. Ký vô, ký vô. Sao tao màu nó hơi xấu vậy? Tại vì ông anh đẹp trai quá, vô hình xấu xíu không được hả? Quay nè. Dạ. Quay, xịn đấy, quay. Thank you. Thank you. Tính cách của anh mà. Yeah, ok. Lúc rồi. Ký đây luôn hả? Ôi, bạn này xịn vậy? Ký hai cái luôn. Yeah, in hình luôn xịn vậy? Long cao Phan Phi Long luôn. Hey, thank you bro. Thank you. Yeah. Rồi. Yeah. Rồi quay lại, trả.